Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 16 thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Với tinh thần chung tay cùng thành phố đẩy lùi COVID-19, người dân thành phố vẫn đang yên tâm chống dịch và thực hiện nghiêm các quy định về cách ly xã hội. Bằng nhiều biện pháp chủ động, tích cực, trong đó có tiến hành lập rào phong tỏa ở các khu dân cư có liên quan đến ca nhiễm, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, bố trí lực lượng giám sát việc thực hiện cách ly, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đã cơ bản được kiểm soát. Đa số người dân đều ý thức chấp hành nghiêm cách ly xã hội và đồng lòng cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng đã vào cuộc rất là khẩn trương. Trong đó thì cái công tác khoanh vùng dập dịch, điều tra dịch tễ cũng như là tổ chức các hoạt động như là giám sát rồi tại những khu phong tỏa rất là quyết liệt. Nên ở góc độ là người dân thì tôi cảm thấy rất là tin tưởng vào cái hoạt động này của chính quyền địa phương. Các lực lượng chức năng đã vất vả và quyết tâm để là đẩy lùi dịch bệnh, thì mỗi người dân chúng ta thì cũng phải chấp hành những quy định của Sở Y tế, Bộ Y tế cũng như là các lực lượng chức năng để chúng ta mau đẩy lùi dịch bệnh. Cùng với việc vận động giám sát người dân thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay tại các quận huyện đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.